Ngày 22 tháng 12, Ban chỉ đạo công tác dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống công tác dân số kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, 26 tháng 12 năm 1961, 26 tháng 12 năm 2020 và hưởng ứng tháng hành động về dân số. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác dân số thời gian qua, nhất là công tác truyền thông được đẩy mạnh tại 10 trên 10 huyện, thành phố và 151 xã phường, thị trấn với 17 sản phẩm xã hội hóa. Toàn tỉnh hiện có 1.482 cộng tác viên dân số. Năm 2020, tỷ số giới tính khi sinh là 112,1, giảm 0,7% so với năm 2019. Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên là 13,2%, tăng 2% so với năm 2019. Có 170 trường hợp tảo hôn, giảm 39 trường hợp so với năm 2019. Năm 2020, số người sử dụng biện pháp tránh thai đạt 100,3% kế hoạch. Các hoạt động nâng cao chất lượng dân số được triển khai, xây dựng các câu lạc bộ tiền hôn nhân, phòng chống bệnh tan máu bẩm sinh tại 4 xã thị trấn của huyện Tân Lạc và Lạc Sơn. Tuy nhiên hiện nay, công tác dân số của tỉnh vẫn còn nhiều bất cập. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn ở mức cao so với cả nước. Tỷ lệ sinh con thứ ba tăng, trong đó số đảng viên sinh con thứ ba cũng tăng. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thời gian tới các cấp ngành địa phương tiếp tục triển khai các chương trình kế hoạch của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân số, giảm tảo hôn, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, giảm mắc bệnh tan máu bẩm sinh, giảm sinh con thứ ba. Kiện toàn củng cố hệ thống tổ chức từ tỉnh đến cơ sở, đào tạo tập huấn bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân số đủ trình độ năng lực đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Các thành viên ban chỉ đạo dân số kế hoạch hóa gia đình phát huy vai trò và thực hiện tốt công tác phối hợp để thực hiện toàn diện các mục tiêu đã đặt ra. Nhân dịp này, Tổng cục Dân số tặng giấy khen cho 4 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân số kế hoạch hóa gia đình.